Xin chào tất cả mọi người. Không biết là trưa nắng như thế này thì có ai coi livestream không? Ngày hôm nay không thấy ai coi hết. Buồn quá vậy. À, thấy một bạn coi thôi. Đức Tiến ơi, thì ngày hôm nay chỉ có duy nhất một mình Đức Tiến xem, thì chị sẽ dành riêng cái livestream này dành cho Đức Tiến nha. Xin chào Ngọc Nhi, xin chào Mỹ Ngọc. Thì hôm nay thì kể từ ngày hôm nay thì xe của Diệu Nhi là mở, là khách tham quan lên chụp hình. Thì ngày hôm nay đi cái tour đầu tiên là gồm có mẹ nè và dì nè. Rồi bây giờ là có đây, xin giới thiệu với mọi người. Đây là chị của Nhi, cũng là đồng thời cũng là stylist. Thì qua cách chị ăn mặc lấy khẩu trang để con đeo vô. Thôi thôi là chạy đi. Qua cách ăn mặc thì mọi người thấy đó, là một stylist chuyên về thời trang và phụ kiện. Thì với cách phối đồ, nón xanh nhưng có hồng, áo xanh lá cây nhưng cái bao tay lại là màu tím nha quý vị và các bạn. Chưa kể là chị ấy rất thích màu hồng. Đó, chị ấy rất thích màu hồng. Nhi nè, mặc đồ rất đơn giản, chỉ một cái màu đơn sắc thôi. Chị Nhi xin chào mọi người. Diệu Nhi đang vừa mới chạy sân khấu cho chương trình Học viện Danh Hài để ngày mai làm trực tiếp. Thì gương mặt không make up đây rất ghê, cho nên là em mất kiến vô đó. Thì tại vì ở Học viện Danh Hài sân khấu hơi xa, cho nên đi cũng phải là về cũng hơn nửa tiếng mới về tới nhà. Thì Nhi vừa chạy Học viện Danh Hài xong rồi thì bây giờ đang đi về nhà, mặt mới mọc một cục mụn đó, mặt mới mọc cục mụn đây. Thì Nhi sẽ giới thiệu cho các bạn ghé đến tham quan xe của Nhi nha. Là đầu tiên thì sẽ là món quà của bạn Phạm Thu Hằng. Một bạn fan coi như là trưởng FC ở ngoài Hà Nội. Có ai thác bạn Hằng vô giùm chị được không bé bé Du Ngọc ơi? Đây. Dễ thương chưa? Nè, Phạm Thu Hằng thấy là Phạm Thu Hằng vui lắm nha. Đó, thấy chưa? Còn đây, đây nữa. Đồ chơi mày cũng may đi. Đây là vịt Donald và chuột Mickey. Vịt Donald ai da? Vịt Donald chuột Mickey của ai? Rồi rồi. Rồi liệt rồi. iPhone liệt rồi. iPhone liệt rồi bà con ơi. Đi gì luôn. Rồi, hết cách rồi, iPhone đã bị liệt nha. Cho nên là phải quay cái camera như vậy luôn cho rồi. Thì tiếp theo thì Diệu Nhi muốn làm một cái gì đó đánh dấu một cái live show tiếp theo của Diệu Nhi. Cho nên Nhi sẽ hát tặng cho các bạn nghe. Coi còn liệt không? Vẫn liệt nha. Rồi, hát tặng cho các bạn bài hát Còn Thương Sao Đắng Mọc Sao Hè nha. Yeah, điện thoại hết liệt rồi. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang chưa hạ buồn, coi coi đốt đồng để ngậm ngùi, chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, biểu cậu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu, sống chơi những ngày đầu trưa, ba da miếng dừa đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình, nhờ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm sao đắng nấu canh. Anh được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn phiêu lưu xa rời từ cất bước ly hương.
xin được làm vô. Gặp nhiều đứa điệu ca dao. Công an quá trời mọi người ơi, công an nè. Cũng ngọt ngào một đời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ, phong trời những ngày đầu chưa. Ba da miếng dừa đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thổi buồn ngồi một ngồi, nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm. Giật thèm sao đang nấu canh. Bây giờ là 3 giờ chiều rồi. Ngày hôm nay trời rất đẹp, không mưa. Ây da, bỏ qua bài rồi. Bài chuyện mưa nè. Còn nhớ bóng sáng em đi cuối thu đông về. Bây giờ sẽ là bài Chị đi tìm em. Chị đi tìm em nha mọi người ơi. Như xe trắng thì nó quẹo sang riêng nó bỏ xuống nha. Chiều xa đứng trong em về chưa, dòng sông nước lớn nhưng bây giờ em ở đâu. Xa xa cánh cò về tổ ấm, đêm xuống bên đôi nhưng em đâu rồi. Một đêm tối tăm đi tìm em từ bên mé sông qua cánh đồng lên đồi cao. Mưa rơi tiêu điều làm cơn lũ, dòng tố kêu ao em đâu rồi. Dòng tố thế cao hỡi em ở đâu. Em ơi có nghe không tiếng gì, em ơi có nghe không hỡi em. Đêm nay mưa bão quá hơn lúc nào, sông mưa sao cuốn trôi. Thăm ai gặp em rằng cơn lũ kia qua con đi rồi, trôi đi thật xa. Hỡi mai bỏ chi mình lại sao, ba má mất đi chỉ tính sao. Tiếp theo là bài Chỉ là giấc mơ. Đoạn đường xa lắm, hát sẽ đồn rất nhiều bài các bạn. Cho nên mọi người ai đã chưa kịp nghe ca khúc trước có thể tiếp tục nghe những ca khúc sau nha quý vị các bạn. Đây chị Stylist rất thích. Wow, chị Nguyên Stylist thích lắm. Bài Chỉ là giấc mơ của Vũ Cát Tường. Thì Nhi rất là thích ca sĩ Vũ Cát Tường. Tường thì hát rất hay, nhưng mà ở ngoài đời thì rất là lễ phép nè, và rất ngoan nữa. Gò sông theo gió
mai chưa tới, khung trời trong lành, một khói nhớ, mở tay em ái, giọng cười thật sâu, mặt cười sao xuyến, tựa tóc xoa. Bờ sông đầy nắng, bờ đầy đầy gió, em vẫn mơ hồ như khói thuốc. Bờ vai em ai, giọng cười thật vang, mặt cầm anh nói tựa dương khuya. Vì anh chưa đến ở đây mình em, tình yêu chỉ mãi là giấc mơ. Nụ cười ánh sáng bờ môi biển sâu, nơi em ở đâu, ở đâu. Dòng sông đây nắng, bờ đây đây gió, anh vẫn mơ hồ như khói thuốc. Mở ba đám mái, dòng sưởi đầy vắng, thì thầm anh nói từ rừng khuya. Vì anh chưa tới dòng cười thật ấm, để ở đâu, ở đâu, ở đây mình em, tình yêu chỉ mãi. Và sau đây là bài hát Chưa Bao Giờ của Thủy Phương. Hơi cao lắm, không hát nổi. Bài Chút Nắng Chút Mưa nha. Ha, như sáng bà già của Hoài Lan. Già của Hoài Lan nha các bạn. Từ là từ phú tương, bảo kiếm sắc phong lên đàn, dạo xa luôn trong tình chàng, đêm năm cánh mơ màng, em luôn trong
tình chàng. Oh girl. Mọi người, thôi bây giờ Nhi hát bài ăn gì đấy nha. Có rap luôn nè. Chiều thứ bảy là lực quần áo tôi bóng bảy. Body gì đấy. Kiểu như bắt bún rượu sạch bún rượu. Yo, anh ơi anh muốn đi ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh giò? Đêm nay em muốn đi ăn thật ngon cho nên anh đừng tiếc tiền. Ha hi ya hi ya hi ya ya hi ya hi ya. Anh ơi đi nhanh thôi em đói rồi. Ha hi ya hi ya hi ya. Ha hi ya hi ya. Anh ơi đi nhanh thôi thật nó em nên tất 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 tất. Lên gì mấy ơi, lên gì mấy ơi. Gì mấy ơi lên. Công an mất luôn. Kiến đen sao mà thấy. Hồi nãy mới đi ngang công an sợ lắm rồi im liền. Chiều thơ bên phải lát lát sùng cũng với nem tại. Nhìn xem bên trái gắm được đây là một hơi dài. Như đà điểu. Kiểu cảm thắng chẳng đến thành chiếu. Ngập thấy tất đi bạch chiều. Thương hợp chẳng đến hạt vượt chiều. Bất đặt sao mà ca ca sẽ có ca ca chết chê. Tình ít hay nhiều. God gonna miss me. Yêu 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 như bắt bún diu 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 cắm cái xoài ăn cái xoài bún diu 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 diu. Anh ơi em muốn đi ăn gì đây, ăn chè hay là bánh giò? Hôm nay em muốn đi ăn thật no cho nên anh đừng tiếc tiền. Ha hi ya hi ya hi ya ha hi ya hi ya. Anh ơi đi nhanh thôi em đói rồi. Ha hi ya hi ya hi ya ha hi ya hi ya. Anh ơi em thương anh thật no em ăn đã chân đã thật đát rồi. Đá đời. Thôi bây giờ đi sát bài bức tranh từ nước mắt. Bức tranh từ nước mắt. Sau những bản nhạc lên thì đôi lúc chúng ta hát những bản nhạc xuống để tâm hồn. Xin chào Trúc Ly, xin chào Lăng Nhược Doanh, xin chào Phương Ngọc Uyên. Tiếng Hoài đã vào rồi. Xin chào Minh Ngọc Đồng. Chúng ta bây giờ khác rồi. Thật lòng anh không muốn em phải bối rối. Giờ khi nhìn thấy anh đành phải lặng lặng đứng xa. Chuyện mình thay đổi nên bây giờ trở thành người thứ ba. Chưa hết nữa Phương Trần ơi. Chuyện nào tới nhà mới hết hát nha mọi người. Vì yêu thành phút nên anh đầy thầm thanh thang nát phùng.
mới hiểu tại sao tình yêu người ta sợ khi cách xa. Điều anh lo lắng. Thôi bây giờ Nhi xác bài chuyện như chưa bắt đầu của chị Mỹ Tâm nha. Nhi thích chị Mỹ Tâm dữ lắm. Xin chào Linh Chi, son đẹp quá chị, cảm ơn em. Trôi Nguyễn Nhi ơi, Hiền Võ nè, Nguyễn Hoàng Hoài Nam, Kim Ngân Khánh Duy. Như sát bài chuyện như chưa bắt đầu nha, của thần tượng Nhi. Mưa rơi trên nỗi đau nào, lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao. Đợi chờ làm chi nỗi đau, ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ. Bao yêu thương đã muộn màng vì mình đã vội vàng để lòng nát tan. Vậy mà giờ sao nói không nên lời, lệ rơi hoen đôi mắt em. Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ, tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. Phút cô mình em bơ vơ, bao giấc mộng này tan vỡ. Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ với nỗi sầu. Những cành hoa đã thôi úa màu, mà ta giữ lại cho nhau. Còn nửa bài nữa thì sẽ hết livestream hát cùng âm nhạc và cùng Nhi Nhi, cùng với stylist Nguyên Nguyên, Diệu Diệu nha quý vị và các bạn. Hãy cố gắng nghe hết nửa bài nào, cùng nhau nào. Mưa rơi trên nỗi đau nào, tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. Phố cũ uống em mình anh bơ vơ, bao giấc mộng này tan vỡ. Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ với nỗi sầu. Những cành hoa đã thôi úa màu, mà ta giữ lại cho nhau. Em xin yêu ai trong cơn mơ, người hay đến dù là giấc mơ. Dẫu biết qua ngày thơ mà lòng vẫn nhớ. Thì thôi con tim em cứ nhớ anh vô bờ, tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. Phố cũ vắng anh mình em bơ vơ, bao giấc mộng này tan vỡ. Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ với nỗi sầu. Những cành hoa đã thôi úa màu, mà ta giữ lại cho nhau. Những cành hoa đã thôi úa màu, mà ta giữ lại cho nhau. Tới nhà rồi quý vị các bạn ơi. Như chị Phim thân mến, công viên 23 tháng 9 đã tới, là nhà của Nhi đó các bạn. Cứ mỗi tối lúc nào Nhi cũng hát ở ngoài công viên và ngủ ở ngoài đó. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình livestream tiếp theo. Tạm biệt. Liệt rồi, liệt máy rồi.